Hồng Vân bàng hoàng trước tin đồng nghiệp qua đời. U thương con lắm, mau siêu thoát nhà con trai. Mới đây trên Facebook cá nhân, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân bất ngờ thông báo tin tang sự của diễn viên Hồ Minh Tân, thành viên của sân khấu kịch Hồng Vân. Nó khoe với tôi là nay nó khỏe rồi, chụp hình làm chứng, rồi nó hứa là cúng tổ năm nay nó lên sân khấu gặp U, gặp mọi người. Vậy mà lên trên này cấp cứu rồi đi luôn cũng không nói với ai tiếng nào. Buồn quá Tân ơi, U thương con lắm. Đính kèm với dòng trạng thái thông báo đồng nghiệp đã mất, Hồng Vân cũng chia sẻ tin nhắn giữa cô và nam diễn viên. Trong đó, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và nam diễn viên Hồ Minh Tân vẫn nhắn tin qua lại và gửi nhau những lời chúc sức khỏe. Có thể thấy, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân không ngờ được một ngày mình sẽ phải đón nhận tin buồn về đồng nghiệp, những người luôn đồng hành cùng mình trong sự nghiệp thời gian qua. Dưới bài đăng, nhiều nghệ sĩ như con nuôi Kim Tử Long, Võ Đăng Khoa, Đào Vân Anh, Bùi Công Danh, hàng loạt các nghệ sĩ khác cùng khán giả đều bàng hoàng không dám tin vào mắt mình. Võ Đăng Khoa chia sẻ tin buồn trên trang cá nhân về Hồ Minh Tân. Anh rất thương em từ những ngày đầu tập tành học kịch. An nghỉ nha anh Tân, vĩnh biệt anh. Được biết diễn viên Hồ Minh Tân sinh năm 88 tại Ba Chi, Bến Tre. Anh là học trò nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nhiều năm hoạt động ở sân khấu kịch của nữ nghệ sĩ. Bên cạnh đó Hồ Minh Tân còn tham gia một số dự án phim truyền hình, gần nhất là Mẹ Ghẻ. Nam diễn viên Hồ Minh Tân chút hơi thở cuối cùng vào chiều 28 tháng 8, hưởng dương 34 tuổi. Sự ra đi của diễn viên trẻ đầy tiềm năng Hồ Minh Tân không chỉ khiến nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đau xót, mà nhiều nghệ sĩ khác cũng bàng hoàng.